mẹ bầu có nên ăn dưa hành muối vào ngày Tết? Cũng như bánh chưng, bánh tét, các loại mứt thì hành dưa muối là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. Lý giải về sự có mặt của món ăn này, nhiều người cho rằng đây là một món ăn có vị chua, giúp giảm ngán trong những bữa cơm ngày Tết. Tuy nhiên, liệu bà bầu ăn dưa hành muối có sao không? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Dưa hành muối được chế biến theo phương pháp lên men nên giúp kích thích tiêu hóa, khiến bạn cảm thấy ăn ngon hơn. Dưa hành bổ sung các vi khuẩn có lợi cho hệ thống tiêu hóa của con người như lactobacilli, acidophilus và balantaum. Những chất này giúp hệ tiêu hóa vận hành tốt hơn và giúp hấp thụ thức ăn nhanh hơn. Ngoài ra, vị dưa muối thường được làm từ rau cải nên còn cung cấp chất xơ cho cơ thể. Tuy nhiên, đối với các bà bầu, các bác sĩ cũng khuyên rằng không nên ăn quá nhiều dưa hành muối, đặc biệt là dưa sổi, dưa còn xanh vì những lý do sau. 1. Gây mất nước. Dưa muối chắc chắn có sử dụng nhiều muối, đường và các chất phụ gia. Phụ nữ mang thai ăn quá nhiều dưa muối làm tăng nồng độ natri trong cơ thể, gây mất nước, tích tụ nước, thậm chí là nguyên nhân gây phù thủng. 2. Gặp các vấn đề về tiêu hóa. Dưa hành muối được lên men chua không dành cho các mẹ bầu có vấn đề về dạ dày như đau dạ dày, viêm loét. Ăn quá nhiều dưa muối chua có thể làm tăng nồng độ axit, khiến dạ dày tiết nhiều dịch vị hơn, làm trầm trọng các hiện tượng đầy hơi, ợ nóng, ợ chua khi mang thai và khiến bệnh loét dạ dày ngày càng nặng hơn. 3. Tăng huyết áp. Bà bầu có vấn đề về huyết áp cũng không nên ăn dưa muối bởi dung nạp hàm lượng natri quá nhiều sẽ gây tăng huyết áp, nguy cơ tiền sản giật, tổn thương thận và mạch máu, ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho thai nhi. 4. Nguy cơ ung thư. Dưa hành muối được mang muối trực tiếp có nguy cơ cao tồn dư phân đạm nitrat do quá trình trồng trọt. Là món ăn không được nấu chín, chỉ ủ cho lên men, chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitrit. Trong quá trình lên men đó, hàm lượng này chỉ giảm dần khi dưa chuyển sang màu vàng và có vị chua. Chất nitrit tồn trong dưa muối khi kết hợp với gốc amin trong thịt và cá có thể tạo thành nitrosamin, mầm mống gây ra bệnh ung thư. Ngoài ra phải kể đến nguy cơ dưa hành muối không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm và việc sử dụng các chất phụ gia không đảm bảo. Vậy, mẹ bầu nên ăn dưa hành muối như thế nào? Trong thời gian mang thai, việc chú ý đến chế độ dinh dưỡng là điều hết sức quan trọng đối với sức khỏe của bạn cũng như sự phát triển của thai nhi. Dưa hành muối không có chứa nhiều chất dinh dưỡng nên mẹ hãy dừng ở mức độ vừa phải. Việc ăn quá nhiều có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn cho bạn và thai nhi. Nếu bà bầu ăn dưa hành muối thì tốt nhất nên chọn mua ở siêu thị, đọc kỹ thông tin trên bao bì trước khi mua để đảm bảo sản phẩm còn hạn sử dụng và không chứa nhiều chất bảo quản. Hoặc nếu có thời gian thì mẹ có thể tự muối hành để gia đình ăn Tết, vừa sạch sẽ vừa đảm bảo chất lượng hơn. Vì vậy, vào ngày Tết, các mẹ bầu dù có thèm ăn đến mấy cũng nên lựa chọn thật kỹ những đồ ăn và không nên ăn những món có hại cho sức khỏe, gây ảnh hưởng đến thai nhi. Vì một thai nhi khỏe mạnh, hãy bảo vệ sự phát triển của các bé yêu nhà mình nhé!